Tại khoa nội A của bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài một phòng dành cho bệnh thủy đậu, tất cả các phòng ở đây đều dành cho bệnh nhân có sởi. Đặc biệt là sau Tết thì lượng bệnh nhân có bầu mắc sởi liên tục nhập viện khiến bệnh viện phải dành riêng một phòng như thế này để cách ly và điều trị cho các bệnh nhân. Bệnh nhân nhập viện rải rác từ trong và sau Tết, do trong giai đoạn mang bầu nên nhiều gia đình không khỏi lo lắng. Khi được hỏi thì hầu hết các trường hợp đều cho biết là chưa được tiêm ngừa. Thống kê của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại có khoảng 29 trường hợp mắc sởi đang được điều trị tại đây. Mặc dù có giảm nhưng số ca mắc sởi vẫn diễn biến phức tạp khi có một số sản phụ bị biến chứng như viêm phổi. Sau Tết, thời điểm lạnh ẩm là điều kiện thuận lợi để sởi lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, theo các bác sĩ, phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine đầy đủ là cách duy nhất để hạn chế mắc sởi trong thời điểm hiện nay.